Chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh Top Tin Việt của chúng tôi. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của các bạn bằng cách comment bên dưới để xây dựng kênh ngày càng hoàn thiện hơn. Và sau đây, thông tin chính chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn như sau. Thất bại trước Everton khiến Arsenal bị đánh bật khỏi top 4, nhường vị trí lại cho Chelsea, đội đã đánh bại West Ham ở trận đấu sáng nay. Cuộc đua vô địch cũng như giành vé dự Champions League tại ngoại hạng Anh đang rất kịch tính trong những vòng đấu cuối. Chelsea và Arsenal hoán đổi vị trí. Ở cuộc đua giành vé ở top 4, Arsenal là đội bóng có lợi thế về lịch thi đấu nhất khi họ không gặp đối thủ nào quá mạnh. Tuy nhiên, đúng với tính chất hấp dẫn của sân chơi ngoại hạng Anh, luôn không có chỗ cho việc xin cho điểm những giải đấu khác. Pháo thủ đã ôm hận ở trận đấu mà họ được dự đoán là dễ thở nhất. Diễn ra muộn hơn 2 ngày, Chelsea của Mauricio Sarri dù đang gặp những bất ổn nhất định nhưng vẫn có được chiến thắng 2-0 trong trận derby thành London trước West Ham bằng màn trình diễn chói sáng của tiền vệ Eden Hazard, người đã lập cú đúp bàn thắng. Thắng lợi này giúp Chelsea tạm thời leo lên vị trí thứ 3 với 66 điểm, đồng thời đẩy Arsenal khỏi top 4. Hiện tại pháo thủ đứng thứ 5 với 63 điểm, kém đội đứng thứ 4 Tottenham khoảng cách 1 điểm. Cuộc chiến giành vé dự Champions League mùa tới đang trở nên vô cùng hấp dẫn và kịch tính. Bởi ngoài Chelsea, Tottenham, Arsenal, MU cũng sẵn sàng bám đuổi khi đang có 61 điểm và kém top 4 khoảng cách 3 điểm. Liverpool sáng cửa vô địch. Ở vòng đấu này, Man City bận tham dự bán kết FA Cup nên Liverpool có cơ hội tạm vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng. Đoàn quân của Jurgen Klopp dù gặp rất nhiều khó khăn, song tình huống tỏa sáng ở phút thứ 80 của tiền đạo Mohamed Salah đã giúp The Kop đánh bại chủ nhà Southampton với tỷ số 3-1. Chiến thắng quan trọng này giúp Liverpool tạm chiếm ngôi đầu của Man City với 2 điểm nhiều hơn, nhưng tạm thời thi đấu nhiều hơn đối thủ một trận. Tuy nhiên, lịch thi đấu giai đoạn cuối mùa của Liverpool là khá nhẹ nhàng so với Man City. Trong khi Liverpool chưa phải đối đầu với Chelsea của tuần này, thì Man City còn 2 trận đại chiến với MU và Tottenham. Chưa kể, đoàn quân của Pep Guardiola còn những trận đại chiến khác với Tottenham ở Champions League. Tottenham gặp Man City, điểm tựa mong manh. Mauricio Pochettino cho rằng việc được thi đấu trên sân vận động mới sẽ là điểm tựa để Tottenham vượt qua Man City. Nhưng trước ứng viên hàng đầu cho ngôi vô địch, điểm tựa ấy e rằng quá mong manh. Dưới thời Pochettino, Tottenham chưa sở hữu bất cứ danh hiệu nào, nhưng họ vẫn luôn được đánh giá là kẻ thách thức với mọi đội bóng. Pep cũng có chung quan điểm như vậy, cho dù là thăm này dễ hơn nhiều so với các đối thủ như Barcelona hay Juventus. Điều ông mừng nhất khi bác phải nói thăm mang tên Tottenham là việc Man City không phải di chuyển quá xa giữa hai trận lượt đi và về. Chuyến tàu tới London của Man City đêm nay mang tới nhiều kỷ niệm buồn. Họ chợt nhận ra rằng mình chưa từng thắng khi gặp các câu lạc bộ Anh ở Cúp Châu. Nói đúng hơn, Jurgen Klopp từng có 2 lần nội chiến với 4 trận đấu ở Cúp Châu, nhưng đều thất bại. Lần đầu là vòng bán kết Cúp C2 Winner Cup mùa 1970-1971, thua Chelsea ở cả 2 lượt trận. Lần sau diễn ra cách đây 1 năm khi thầy trò Pep để thua cả 2 trận tứ kết Champions League trước Liverpool. Đó là cái rớp mà Man City phải phá bỏ nếu muốn chinh phục giấc mơ ăn 4 ở mùa giải này. Càng tự tin bao nhiêu, thầy cho Pep càng phải thận trọng bấy nhiêu, bởi bất cứ sai lầm dù nhỏ nhất cũng có thể khiến họ phải trả giá rất đắt. Thất bại 0-3 trước Liverpool ở trận lượt đi tứ kết mùa trước vẫn còn là bài học nóng hổi. Trước trận đấu quan trọng này, Tottenham đã tạm thời gạt bỏ sự lo lắng trong cuộc đua top 4 bằng chiến thắng 2-0 trước Crystal Palace. Đó là trận đấu lịch sử về thầy trò Pochettino đã chính thức ra mắt sân vận động trị giá gần 1 tỷ bảng. Và đêm nay, họ sẽ sử dụng chính sân đấu hoành tráng này để tiếp đón Man City. Huấn luyện viên Pochettino tự tin cho rằng không khí choáng ngợp ở sân vận động mới sẽ là điểm tựa để Tottenham đánh bại Man City. Tuy nhiên, trước đội bóng được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch Champions League như Man City, sự hưng phấn về tinh thần khi chơi trên sân vận động mới là điều tốt đối với Tottenham, nhưng nó cũng có thể trở thành con dao hai lưỡi nếu Pochettino không tìm ra đấu pháp thích hợp cho cuộc chiến đêm nay. Thực tế, Pochettino chỉ tạo ra bất ngờ cho Pep ở mùa giải đầu tiên. Ông hạ Man City 2-0 ở sân nhà và khiến đối thủ này phải chia điểm ở trận lượt về tại Etihad. Nhưng mùa trước, Tottenham đã để thua Man City với tổng tỷ số 2-7 sau 2 lượt trận ở Premier League. Và ở trận lượt đi mùa này, Pochettino một nửa gục ngã trước Pep ngay tại Wembley với tỷ số thua 0-1. Một vấn đề nữa cũng khiến Tottenham bị nghi ngờ chính là thành tích kém cỏi ở trận đánh lớn ở mùa này. Ở sân chơi Premier League, họ từng rơi vào cảnh trắng tay trước cả 5 đại gia còn lại là Liverpool, Man City, Arsenal, Man United và Chelsea. Tottenham dù thăng hoa từ đâu dưới thời Pochettino cũng chỉ là kẻ thách thức không hơn. Để có được dáng dấp của nhà vô địch, họ có thể cần thêm nhiều năm và đổ thêm nhiều tiền vào chuyển nhượng. Sự khác biệt đó có thể sẽ hiện rõ ở trận lượt đi đêm nay. Dự đoán tỷ số Man City sẽ thắng 2-1. Liverpool gặp Porto. Thật khó để tìm được một người nào ở thành phố cảng nước Anh tỏ ra không hài lòng với lá thăm đưa Liverpool đến với Porto ở vòng tứ kết Champions League. Sẽ không quá nếu nói rằng hàng triệu con tim cùng chung nhịp đập ở lễ bốc thăm chưa gặp vòng tứ kết Champions League. Cổ động viên của Liverpool là những người vui nhất.
Bolton ở Nathan dễ dàng nhất mà thầy trò huấn luyện Jurgen Klopp có thể gặp phải, thay vì Ajax Amsterdam, đội đã loại Real Madrid một cách thuyết phục ở vòng 1/8. Người Liverpool không thể hài lòng hơn khi chứng kiến Tottenham và Manchester City loại nhau. Manchester United gặp đối thủ quá mạnh là Barcelona, trong khi kẻ sừng sỏ như Juventus chỉ có thể đụng độ với họ nếu cả hai vào chung kết. Và cũng sẽ không bị cho là hồ đồ nếu nhận định rằng từ giờ đến cuối tháng 4 này, thầy trò huấn luyện Jurgen Klopp tập trung nhiều hơn vào cuộc đua tại Premier League, trong đó có trận đấu Chelsea vào cuối tuần này. Đa phần giới chuyên môn thiên về khả năng đó, vì khi đưa ra đánh giá về mọi mặt, Liverpool ở cửa trên so với đại diện đến từ Bologna. Có thể, với nhiều năm hiện diện tại Champions League, đội bóng của Vincenzo Kosecao được đánh giá cao về kinh nghiệm, nhưng thực tế cho thấy, ngoài dấu ấn cùng Jose Mourinho của 15 năm trước, Porto không thể tạo ra nhiều thách thức ở đấu trường hấp dẫn nhất hành tinh. Trước mùa giải này, hai năm liên tiếp Porto dừng chân ở vòng 1/8, trước đó họ đứng thứ 3 vòng bảng và phải sang Europa League. Điều tương tự xảy ra ở mùa giải 2013-2014, 2011-2012, để trong những năm gần đây, thành tích tốt nhất mà họ có thể làm là vòng tứ kết mùa 2014-2015. Năm ngoái, Liverpool chính là đội khiến Porto phải dừng chân tại vòng 1/8 với khởi nguồn là tỷ số 5-0 ngay tại thánh địa Braga ở lượt đi. Trong quá khứ đối đầu, Porto cũng chưa từng thắng Liverpool, có 6 trận hòa 3 và thua 3, mà đáng buồn hơn là họ cũng chỉ ghi được 2 bàn thắng. Phong độ của Porto không tệ ở 2 tháng gần đây, trong đó có màn lội ngược dòng trước AS Roma, nhưng có thể nói hành trình của họ mùa này chưa phải gặp quá nhiều thách thức. Trước Roma, Konseca và các học trò chỉ phải đối đầu với Galatasaray, Lokomotiv Moscow và Schalke 04 ở vòng bảng. Nhìn sang Liverpool, sau những cuộc vật lộn với Napoli, PSG để lọt qua khe cửa hẹp tại vòng bảng, giờ Klopp tiếp tục quyết chiến với Bayern Munich mà tấm vé chỉ chính thức nằm trên tay họ sau màn trình diễn xuất sắc ở Allianz Arena. Như giới chuyên môn vẫn nói, một đối thủ khi đã quá quen với khó khăn trên suốt hành trình thì sự thận trọng luôn là bạn đồng hành. Jurgen Klopp có điều đó và thể hiện qua những phát biểu trong cuộc họp báo. Và vì người Đức thận trọng cũng phần nào có lý, bởi đến thời điểm này, Porto ghi nhiều bàn thắng hơn đội bóng của ông, 19 so với 12. Mohamed Salah và Sadio Mane cộng lại mới bằng số bàn thắng của một mình Moussa Magrega. Nếu ghi bàn đêm nay, cầu thủ người Mali sinh ra ở Pháp sẽ là trở thành người thứ tư trong lịch sử Champions League ghi bàn ở 7 trận liên tiếp. Khó cho Porto là ở trận đấu quan trọng này, huấn luyện viên Conceição lại vắng trung vệ Pepe và tiền vệ có phong độ rất cao là Hector Herrera vì án treo giò. Với sức ép mà Liverpool luôn có ở Anfield, chơi tự thủ không hoàn toàn là giải pháp hợp lý. Dù biết họ có trận lượt về trên sân nhà, một chút mạo hiểm mới là điều khiến Klopp phải thận trọng. Dự đoán tỷ số 3-1. Cổ động viên kêu gào Chelsea giữa Hazard trên mạng xã hội. Các cổ động viên của Chelsea kêu gào yêu cầu ban lãnh đạo đội bóng này giữ chân Eden Hazard bằng mọi giá. Trong đó số đông cho rằng Chelsea nên khóa quỹ lương, trả 500.000 bảng một tuần để thuyết phục ngôi sao 28 tuổi người Bỉ ký hợp đồng mới. Juventus không theo đuổi Rabiot. Theo Kansi Mercato, Juventus không tham gia cuộc đua giành tiền vệ Aaron Rabiot của PSG như truyền thông Italia đồn đoán, lý do vì Juventus đã có được Aaron Ramsey trước đó. Bournemouth cảnh báo các đại gia. Chủ tịch Bournemouth Jeff Mostyn đã lên tiếng cảnh báo các đại gia Anh về việc theo đuổi Ryan Fraser và Callum Wilson trong mùa hè sắp tới. Theo ông, Bournemouth không có ý định để bất cứ ngôi sao nào ra đi. West Ham bạo chi về Edin Dzeko. Theo Daily Mail, West Ham đã đưa ra đề nghị tiền lương 150.000 bảng một tuần để thuyết phục Edin Dzeko trở lại Anh thi đấu. Hiện tại tiền tạo 33 tuổi này vẫn còn hợp đồng đến năm 2020 với AS Roma. Xác định trọng tài trận Arsenal gặp Napoli. Chiều nay UEFA đã chỉ định trọng tài người Tây Ban Nha Alberto Udinano Maseno bắt chính trận tứ kết Europa League giữa Arsenal và Napoli vào đêm thứ năm tới. Inter tiếp cận Steven Bergwijn. Đại diện của Steven Bergwijn tiết lộ Inter Milan đã tiếp cận ông để thảo luận về khả năng chuyển nhượng cầu thủ 21 tuổi này. Tính từ đầu mùa, Bergwijn đã ghi được 12 bàn thắng và kiến tạo 12 bàn khác cho PSV ở giải vô địch quốc gia Hà Lan. Luis Suarez muốn có hợp đồng mới. Theo Mundo Deportivo, Luis Suarez đã lên tiếng thúc giục ban lãnh đạo Barcelona trao cho anh bản hợp đồng mới sau màn trình diễn chói sáng ở mùa này. Hiện tại, tiền đạo 32 tuổi người Uruguay vẫn còn thỏa thuận đến năm 2021 với Barca.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của các bạn bằng cách comment bên dưới. Và đừng quên nhớ subscribe, đăng ký để nhận thông tin mới nhất từ channel nhé. Và giờ xin chào và hẹn gặp lại.